À, cái địa chỉ của Coffee Zoom nha bà con. Có quán giữa đường này cũng có lý lắm. Anh chị cũng rất là thân thiện. À, Tự thì nhiên tin vô đây từ từ. Nãy mình chạy ở đâu bên đó đó, bên đó mình chạy ra đó, chạy xuống chỗ này có cái thung lũng này. Chỗ này cái view này thấy đẹp này. Chút nào con đường này nó chạy qua bên cái làng này nè hả, chỗ cái làng này nhìn xuống này chắc có cái view, chỗ này chắc có cái panorama nó đẹp. Cái làng ở đâu này, cái làng thuốc ở trên núi nè đó. Chút cái đường này chạy ngang đó đó, bên đó mà nói cho con ở bên kia trắng trắng đó, hình như là cái thác đó à. Cái đó là cái đó là cái thác nè. Ở đây không khí trong lành thiệt, mát mẻ trong lành. Thì xuống lên cái thác này nó bị chá nắng rồi, cái phần mà cái phản chiếu nó bị ấy rồi, mình nhìn nó không thấy luôn, nó bị UV nhiều quá đó. Cái nào cái thác nó nằm đâu rồi nó trời trắng trắng nè, phải không? Thác này cũng cao nè bà con. Cao ghê nè. Nó chảy từ trên kia xuống. Xa lắm mà mình zoom lại nha bà con, mình nhìn thấy nguyên cái dòng thác nó chảy từ ở trên cao xuống. Lại gần chắc còn ấn tượng hơn nữa ha. À, ấn tượng hơn nhiều. À, cái địa chỉ của Coffee Zoom nha bà con, có quán giữa đường này cũng có lý lắm. Anh chị cũng rất là thân thiện. À, thì từ từ thành phố Duy Linh vô đây là thị trấn Duy Linh vô đây là 4 cây số. Tới cầu 4 nè. Ở đây tôi để ý thấy cầu á, người ta để tên số không à. À, cầu 1, cầu 2, cầu 3, bây giờ vô tới đây là cầu 4 nè. À, ông chủ bà chủ nè, thôi cảm ơn nha, đi nha. Đi luôn đặng lên đường nữa chứ. Có lan nữa hả? Ừ. Không chơi đủ chứ. Chồng bán hay là chồng chơi? Chồng. Ông chủ nè, ông chơi đủ thứ hết ra. Cái này ông chồng lan nè, ông chồng chơi của ông nè. À. Nguyên cái nhà lan của ông ở đây. Ông chủ có ý kiến gì có nói gì không? Coffee View nha bà con. Nó nằm ở trên quốc lộ 25 mà không biết khúc này kêu cái gì quên à. Tên gì, tại vì tên hơi lạ lạ mình không nhớ được. Anh chị người Kinh hay người gì? Người Kinh luôn hả? Từ Bình Định vô hả? Vô được bao lâu rồi? 25 năm. 25 năm. Ba đứa con gái.
ở Sài Gòn. Hai đứa đi làm về marketing, rồi một đứa cũng đang học về marketing luôn. Vậy ba đứa nó quảng cáo cho quán đủ rồi, mình đâu có cần quảng cáo. Ví dụ là chồng tôi, chồng nhiều nhiều người, người ta biết đến, người ta muốn khám phá, người ta muốn học hỏi. Tôi thấy tôi để ý không, ba đứa gái marketing hết. Mình vô đây mình ăn uống ở đây cái ổng bà cũng mấy đứa nhỏ nó ảnh hưởng ông bà cũng rất marketing. Hai người này cũng rất là marketing không? Cái chỗ nào marketing, cái chỗ nào không, hồi nãy cái marketing mà ấn tượng là cái gì? Cầm trái sầu riêng ra nói trái sầu riêng này tôi không biết ăn ngon không ngon tôi không bán. Thà tôi mời ăn chứ tôi không bán. Rồi marketing cái chỗ đó là rất ấn tượng. Mà cách vô ngồi nãy đó, ổng bả nói chuyện là mình thấy nó khác thường đúng hơn vậy, người dân của ông. Đúng vậy, cũng là tiến bộ lắm mà. Dạ. Người ta đánh giá cái nhà em không bao giờ, người ta nói là ấy cây sầu riêng nó còn trái quá trời kìa bà con. Cái kinh của tôi á là nó có nhiêu ta, mười mấy ngàn người. 7.800 này là người like đi theo dõi á, theo dõi coi cái kinh của tôi á là cũng được 17.000 mấy rồi. 10 mấy ngàn làm gì, tại vì nó chào anh với người lên YouTube là những người trải nghiệm, người ta thích khám phá, người ta trải nghiệm, người ta thích khám phá, khám phá ra mình đi đoạn đường đó người ta chỉ biết trên YouTube, mình biết mình chưa đặt chân ra cho người ta chỉ để biết trên địa chỉ, người ta sẽ biết trên cái đoạn đường đó để lên được cái mình đam mơ không đam mơ. Cầm mấy chai nước trà. Dạ. Đâu giờ anh nói cái tên địa danh, anh quảng cáo cái quán anh tên gì, rồi nó nằm ở đâu. Mà anh nói từ từ thôi để người ta nghe, người ta hiểu. Nhiều khi anh nói cái giọng của anh đó, nhiều người người ta nghe người ta không hiểu không? Đó, rồi nói đi. Quốc lộ 23. Không, anh nói tên anh trước, rồi cái quán của anh tên gì? Tôi tên Nghiêm. Nghiêm. Quán Coffee View nằm trên quốc lộ 81, quốc lộ 28. Đường đi Phan Thiết. Nhưng mà nó ở đây, nó cái đoạn nó ở đây là cái địa danh nó tên gì? Địa danh là cầu 4, thôn Hàng Hải, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thì cái này nó nằm ở đây, có mấy cái view ở đây nè bà con. Có thung lũng nhỏ nhỏ đây nè, cà phê, cái sù riêng gì, có làng bà con ta ở bên kia nữa kìa. Mà đặc biệt ở cái quán này á, có cái lò nấu rượu. Cái rượu của ảnh nãy ảnh bán bay cái mùi rất là thơm. Nếu bà con mà đi ngang đây mà muốn uống rượu á thì ngủ ở đây luôn. Không có là nói chơi nữa. Bà chủ mời uống rượu không? Bà giờ đã lấy xe không dám. Bây giờ tôi hỏi bà chủ như thế này nè. Bà kêu họ mời tụi tôi uống rượu, nhưng bà có chỗ để tụi tôi ngủ không? Uống rượu vô là buồn ngủ. Từ cái quán Coffee View đó là đi ra Phan Thiết 81 cây. Hai vợ chồng cũng dễ thương, cũng vui vẻ. Hai vợ chồng chủ quán Coffee View, người Nam Định hình như nãy nói hình như người Nam Định. Có ba đứa con gái học ở dưới Sài Gòn á, nhà học về marketing.
này cũng đâu khác thì đi vô rừng quốc gia đâu. Cái này là đoạn đường quốc lộ 28 Di Linh Phan Thiết. Từ đây đi là còn 80 cây số nữa mới tới Phan Thiết. Chạy chỗ này cũng như chạy trong rừng quốc gia. Hai bên rừng với núi không ạ. Đường nó cũng cong cong quẹo quẹo. Giống rừng quốc gia quá.